Nhằm tạo sân chơi để kích thích sự sáng tạo của đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2018. Qua hội thi, rất nhiều mô hình giáo đặc biệt được chế tạo từ phế liệu đã được trình làng. Không đơn thuần là một nơi thể hiện tài năng, hội thi còn là cơ hội để các bạn sinh viên trường nghề được tiếp cận nhiều hơn với mô hình thiết bị, qua đó có cho mình kỹ năng tốt nhất trong mỗi lĩnh vực chuyên sâu. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn trong hội thi thiết bị đào tạo tự làm với 2 giải nhất, 1 giải nhì. Các mô hình tham gia gồm hệ thống điện trên xe Honda Dream, hệ thống điện thân xe Toyota Hiace và mô hình động cơ Toyota 5AFE. Là một trường dạy nghề nên việc sáng tạo ra các mô hình là yêu cầu cấp thiết để sinh viên có thể hiểu rõ hơn những nguyên lý hoạt động của các loại máy móc, động cơ, qua đó có kỹ năng tốt và hòa nhập với công việc ngay khi rời trường. Bên cạnh đó, các nguyên liệu chế tạo mô hình đa số là tận dụng phế liệu nên cũng giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Thì ngày nay thì hầu như động cơ đi ô tô là toàn động cơ xe con, không sang điện tử hết. Mà trong trường thì cơ sở vật chất chúng ta là nó không đáp ứng. Cho nên là mình làm những mô hình này giúp cho sinh viên chúng ta tiếp cận thực tế, học trực tiếp trên cái mô hình thực tế, động cơ thực tế, giúp sinh viên chúng ta hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn về kiến thức cơ bản hơn. Thông qua các cái mô hình thì các em sẽ thấy được cái thực trạng làm việc của xe, và đồng thời ở đây có một cái điểm nhấn mạnh đó là đặc biệt đối với cái phần điện của xe ô tô thì nó rất là trừu tượng, cho nên cái việc mà học mà mang tính chất lý thuyết thì nó rất khó để ăn nhập vào trong đầu của các em. Đồng thời thông qua cái việc làm mô hình thì cái kỹ năng tay nghề cũng như cái việc mà xử lý các cái lỗi thông dụng ở trên xe thì nó sẽ được xử lý một cách nhanh hơn và các em sẽ hiểu rõ được cái bài học của mình. Bên cạnh Trường Cao đẳng Công nghiệp, hội thi thu hút sự tham gia của 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh với 60 thiết bị dạy học thuộc các ngành nghề cơ khí, điện, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, dịch vụ. Mỗi sản phẩm có thể coi là tất cả tâm huyết của các giáo viên nhằm giúp cho các em học sinh có cái nhìn rõ nhất về từng học phần, đồng thời có thể nhìn trực quan để hiểu bài hơn. Đặc điểm của trường nghề đó là học phải đi đôi với hành, cho nên khi áp dụng những thiết bị này vào dạy học cũng sẽ giúp cho học sinh không bị bỡ ngỡ khi thực hành. Thì là mình là bản thân là một giáo viên trẻ mới tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự nghề này lần đầu, thì mình thấy nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng, giúp cho các giáo viên là có thể thứ nhất là giao lưu học hỏi cọ sát, rồi là càng ngày càng nâng cao được cái tay nghề của mình hơn nữa, để giúp cho các tiết thực hành thì là thêm là phần sinh động, học viên thì có thể là hiểu bài một cách sâu sắc hơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 cơ sở dạy nghề, quy mô tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng bắt đầu tăng từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương thông qua chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn vệ sinh lao động như hiện nay sẽ không thể đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị cho các cơ sở nghề. Chính vì vậy, việc chế tạo các thiết bị đào tạo tự làm không những để các giáo viên thể hiện sự sáng tạo mà còn đặt ra như một nhiệm vụ chuyên môn nhằm giúp cho công tác đào tạo nghề được thực hiện tốt hơn. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm sẽ đây là một cái vấn đề rất quan trọng nhằm bổ sung các cái trang thiết bị để giúp cho cái công tác đào tạo được nâng cao chất lượng, giúp cho cái học sinh mà học các trường nghề có kỹ năng tay nghề. Cho nếu chúng ta không chế tạo các thiết bị đào tạo tự làm đấy thì cứ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì sẽ không đủ nguồn kinh phí để đầu tư. Thông qua hội thi này là chúng tôi sẽ mong muốn là sẽ tạo ra được một phong trào dạy và học tập tốt, trong đó có một cái việc là xem cái việc mà chế tạo các thiết bị đào tạo tự làm là một cái nội dung chuyên môn trong quá trình học tập và giảng dạy ở các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm 2019, hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức. Từ những sáng kiến này, các giảng viên của các cơ sở đào tạo nghề sẽ tiếp tục phát triển thêm các mô hình mới để dự thi với bạn bè cả nước, đồng thời cũng giúp cho sinh viên trường nghề có điều kiện thực hành nhiều hơn trên những mô hình ngay tại lớp học.